Ôi Giang ơi, Giang cứu con rồi. Giàng ơi, ở trên bán mà có cái này đi chở lúa thì phải biết này. Ui chàng ơi, công nông gì mà có cả ruốc thế này. Đấy. Ô, cái thằng biến thái này. Xin giới thiệu, mình là A Dâu. Mình xuống dưới này để mình tìm bà trẻ của mình. Mà mình không biến đâu. Mình là người Hơ Mông à, chứ không phải người Thái đâu mà biến thái được. Thế mày hỏi gì thằng tộc kia? Mình tìm bà trẻ của mình đấy. Bà trẻ mày trông như thế nào? Bà trẻ của mình á? Bà trẻ của mình xinh lắm. Mình được gặp bà trẻ của mình một lần hồi 2 tuổi rồi. Thế nhưng mà mười mấy năm rồi mình cũng không nhớ bà trẻ của mình như nào nữa. Đây, mình có cái này. Sáng mình đi tìm theo địa chỉ này này. Thì người ta chỉ đến cái buôn này mà cao quá không hiểu là lên kiểu gì. Đây là cái tòa nhà chứ không phải là cái buôn. Đi theo tao. Đây. Bây giờ mày đi hết cái cầu thang này lên đến bậc 999. Có cái cửa, mở cái cửa ra là mày sẽ thấy bà trẻ của mày nhá. Cảm ơn mày nhá. Vào đây ai cũng sơ vin thì A Dâu có phải sơ vin không? Sơ vin đi. Cảm ơn bà trẻ. Đúng là thằng tộc, đáng đời. Sắp được gặp bà trẻ rồi. Này, chuyện tuần hàng lượng vào công ty như thế nào? Anh yên tâm đi, em lo hết rồi. Mà hôm nay hàng về, chắc chiều là có hàng thôi. Được, quả này nó bị sẽ chết. Mọi người. Này, kia, mày làm cái gì ở đây? À, xin chào, mình là A Dâu. Mình xuống dưới này để tìm bà trẻ của mình. Trẻ? Cứ mày đi lên bảng của mày tìm đi. Ở đây cũng bà trẻ bà già nữa. Bà trẻ của mình ở đây mà. Bà trẻ của mình xinh lắm. Hôm qua mình vừa gọi điện cho bà trẻ mình xong. Này, lại là thằng tộc này à? Thế mày tìm thấy bà trẻ mày chưa? Ô, xin chào mày. Mày không đi công nông chở ruốc nữa à? Ơ thế, em quen nó à? Em làm gì có diễm phúc quen thằng dân tộc này. Chẳng qua ấy, là em lừa nó cho nó chạy lên chạy xuống cầu thang ấy mà. À, hóa ra là con công nông chở ruốc mày lừa tao. Lừa? Lừa đi sao nào? Cái loại mày ấy, đi tìm bà trẻ thì mày ra ngoài bãi rác bới, có khi còn tìm thấy. Chứ ở đây thì đòi tìm ai? Mà thế đã đi đủ 999 bậc chưa? Nhân cách của chúng mày bị con ma rừng tha đi rồi. Này, Dâu ơi, tao bảo biến đi. Hay là để tao gọi bảo vệ lên đi cùng xuống nước vung nhá. Không phải đuổi, tự về. Ah! Bà trẻ!
Khoan, mà làm sao mà tìm được đường đến đây? Rõ ràng bà trẻ là dặn đã đến đây thì phải gọi điện cho bà trẻ ra đón cơ mà. A Dâu tự tìm đường đến đây. Đường Hà Nội dễ ẩn à? Không bằng A Dâu đi tìm con thú ở trong rừng. Thế sao bảo là không vào trong kia mà ngồi đợi? A Dâu đi vào trong đấy rồi, người ta đuổi A Dâu ra ngoài đấy. Thế thôi, đi, đi lên đi, đi, đi rồi nói chuyện. Nào, đi vào đây. Đi. Ngồi xuống. A Dâu này, kể cho bà nghe về mô hình phát triển cây xanh của A Dâu đi. Ở trên bảng ấy, A Dâu trồng được rất nhiều loại cây rồi. Hôm trước thấy được bà trẻ trên TV ấy, A Dâu thích lắm. Bà trẻ còn nói về cái dự án trồng cây xanh phủ xanh thành phố ấy. Thế, đây, tất cả A Dâu ghi lại hết ở đây rồi. Bà trẻ xem đi. Đâu xem nào. Chữ của A Dâu hơi xấu. Alo. Đợi tôi một tí nhá, tôi coi luôn đây. Thế nhá. A Dâu này, đợi bà một tí nhá, bà đi có tí việc tí, bà quay lại luôn nhá. Dạ. Nhớ lại đấy. Ô, bà trẻ để quên điện thoại rồi. Bà trẻ ơi, bà trẻ đi nhanh ấy. Thôi cầm hộ bà trẻ vậy. Tí bà trẻ về già bà trẻ. Mày vào đây mày ăn trộm ăn cắp cái gì hả? A Dâu không làm gì cả. A Dâu mới chỉ vào đây ngồi thôi. Mày đứng im. Không có đấm mày. A Dâu đang đứng im mà. Tao bảo mày đứng im cơ mà. Chỉ cho A Dâu nói một câu thôi. Nói đi. A Dâu đến đây để gặp bà trẻ mà. Bà trẻ bảo A Dâu ngồi đợi ở đây. Đưa ra xem nào. Không được động vào túi của A Dâu. Nào. À, mày bảo tao không được động á. Đây này, nó dám ăn cắp điện thoại chị đi này. Bà trẻ để quên điện thoại ở đây, A Dâu cầm hộ thôi. Này, mày còn thích cãi nữa. Chứng cứ rành rành ra như thế này. Mày còn đấm cho mày phát không? A Dâu có cãi đâu, A Dâu nói thật mà. Vô cổ xuống phòng bảo vệ, gọi công an đi. Từ từ anh ạ. Trong kho mình còn một đống hàng. Để nó xuống bê hết hàng mà kho để bảo công an trên bộ đâu. Này, thằng Tộc, anh bảo bây giờ ấy, mày xuống bê hàng cho anh vào kho thì bọn anh sẽ bỏ qua cái việc ăn cắp này. Được không? A Dâu làm gì cũng được nhưng mà không được gọi công an đâu. Ừ được rồi, không gọi. Rồi, đi theo tao. What's up? Mày nói cái gì đấy? What's up? Này, tao hỏi nhá. Mày thích what's up à? Anh cũng biết what's up. Sao tao không biết? What's up? Đi. Anh Hoàng ạ, thật ra ấy, cái dự án cây xanh này không phải là tôi làm, mà hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh người mà làm dự án này nhá. Anh Hoàng ạ, anh có thể ngồi đây đợi tôi một chút được không ạ? Ok. Dạ, tôi mời anh. Ôi, nhanh cái chân lên. Có mỗi cái thùng bê không xong ngoài kia một đống ấy kìa. Từ sáng giờ đã được ăn gì đâu. Bắt người ta bê đến mười mấy thùng ngồi nặng như thế này. Từ từ chứ. Thế có làm được không thì bảo. Làm đi. Này, mày làm gì đấy? Mày biết cái thùng này giá trị lắm không? Mày phải đền đi. Tại sao tôi lại phải đền? Tôi có làm gì đâu. Bây giờ mày đền hay là mày thích qua trà đây? Hả? Có chuyện gì đấy?
Sao hai cô vội lại ngồi đây? Bà Trẻ ạ. Em chào chị ạ. Cái gì? Bà Trẻ á? Chắc là có sự nhầm lẫn gì ở đây. Lúc nãy bà Trẻ để quên điện thoại ở trên kia ấy. Thế là cháu cầm cháu bỏ vào túi hộ bà Trẻ. Thế tự nhiên hai người này lên lục túi cháu xong rồi bắt cháu, bảo cháu ăn trộm điện thoại. Xong rồi bắt là phải xuống bê cái này. Tại sao hai người không nói cho tôi? Có chuyện đấy thật không? Dạ có. Tại sao không báo với tôi? Mai cô cậu làm gì ở đây? À, bọn em đang ở đây để kiểm hàng xem có đủ hay chưa ạ? Chị ơi, lần này là dự án cây xanh rất là quan trọng. Thế cho nên là đích thân em với cả Linh là xuống đây là kiểm tra chất lượng máy móc xem nó như thế nào ạ. Được, thế thì tốt. À, hóa ra hai người này là nhân viên của bà Trẻ. Hai người này định tuần hàng kém chất lượng vào trong công ty ấy. Có chuyện như thế sao? Chị ơi, này, thằng Tộc, mày đừng có nói với Linh, tức không? À đâu, kể cho bà nghe xem nào. Sáng nay ấy, lúc cháu đến tìm bà Trẻ ấy, thế xong rồi bị cô này lừa đi mười mấy tầng cầu thang, xong rồi lên đến nơi thì thấy hai người đàn đang nói chuyện với nhau ấy, là tuồn hàng giả ở trong này để bán. Có thật như thế không? Chị ơi, thằng Tộc này nó ăn nói linh tinh đấy ạ. Chứ em làm cho chị bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ chị lại không tin em à? Vâng, bọn em có dám làm gì sau lưng chị đâu ạ. Thôi được rồi, Minh, đưa cho tôi mượn điện thoại. Đó. Để tôi gọi điện cho anh Hoàng. Có anh Hoàng làm gì hả chị? Alo, anh Hoàng à? Tôi có thể phiền anh xuống kho kiểm tra cho tôi lô hàng lần này không? Được rồi, tôi cảm ơn nhá. Này, 15 phút nữa, hai anh chị lên văn phòng gặp tôi. À rồi, đi với bà. Chết rồi. Đấy, bây giờ nghĩ cách mà giải quyết đi. Còn nghĩ cái gì nữa? Ông Hoàng đấy thì không bao giờ chịu nhận hối lộ đâu. Thì thôi, bây giờ ấy, chuẩn bị tâm lý mà chết đi là vừa đấy. Có chết ấy thì chết chung. Đi mà chết một mình. Anh Hoàng, anh cho tôi xin ý kiến về chất lượng máy lần này. Chất lượng máy lần này bên ngoài có vẻ tốt, nhưng bên trong có vẻ không ổn đâu. Cảm ơn anh. Phiền anh xuống dưới kho kiểm tra cho tôi những mặt hàng kém chất lượng. Ok. Chuyện này là như thế nào? Tôi cần lời giải thích chính xác từ anh chị. Chị ơi, bọn em là đầu chót dại. Em xin lỗi, chị bỏ qua cho em nhé. Cũng tại bọn em hám tiền nên bọn em mới làm như thế. Chị tha lỗi cho bọn em. Cũng may là hôm nay có A Dâu, thế nên là công ty mới không bị thiệt hại nặng nề. Tôi đã sai lầm khi tin tưởng anh chị rồi. Dự án lần này tôi sẽ để A Dâu quản lý. Hả? Cái thằng Tộc. Em xin lỗi. A Dâu, cháu muốn xử lý bọn họ như thế nào? Thật ra là cháu thấy họ cũng biết lỗi rồi ấy. Họ sẽ phải đền bù hết tổn thất của công ty. Mà cháu đang định cho họ một cơ hội, nhưng mà chắc là họ không đồng ý đâu. Việc gì cũng được ạ, miễn là em được ở lại làm là được ạ. Cậu A Dâu cho chúng tôi xin một cơ hội. Tôi là một người giàu lòng vị tha. Thế cho nên là dự án sắp tới này, tôi sẽ cho hai người làm cùng tôi. Dạ vâng ạ. Thế thì tốt quá ạ. Thế đi theo tôi. Nhưng mà anh ơi, nhưng mà cụ thể là làm gì ạ? Cứ đi theo tôi. Bà Trẻ đi cùng cháu. Ok. Đây, hai người cầm lấy hai cái xô này, xong rồi đi lên trên tầng 9 lấy nước. Tôi kiểm tra rồi, chỉ có nước ở trên tầng 9 thì mới đảm bảo được thôi.
lấy nước ở tầng 9 xong rồi xuống tầng 1 tưới cây toàn bộ công ty nhá. Ấy tôi thử nghiệm hai người xem là như nào. Em đi đi. Anh đi đi. Em đi đi. Anh đi. Em thôi. Đi. Hai người không cần phải đùn đẩy nhau nữa. Nếu mà hôm nay không làm ấy thì ngày mai không cần phải đến công ty làm nữa đâu. Đúng. Lần sau cũng không cần phải đến công ty làm đâu. Cháu đúng thật là. Nhưng mà bà thích đấy. Thôi, đi vào văn phòng. Bà cháu mình bàn về cái dự án cây xanh của mày đấy. Đi. Đi. Đi.